Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trong mỗi mùa Phật đản là Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại có bức thông điệp gửi tới tăng ni Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài. Đại lễ Phật đản năm nay, Phật lịch 2567, Hòa thượng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng gửi tới tăng ni Phật tử bức thông điệp hòa bình cầu nguyện thế giới. Vào giờ này, chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình, hoan hỷ quang lâm lễ đài để cung tuyên bức thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Và trong đại lễ buổi sáng ngày hôm nay, ban tổ chức còn được chào đón ông Hoàng Minh Sơn, tỉnh ủy viên, tổng biên tập báo Thái Bình cũng hân hỷ về dự. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón. Và vào giờ này, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức. Xin mời quý vị đại biểu quan khách cùng toàn thể đạo tràng đứng dậy, chắp tay trang nghiêm để cung tiếp bức thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch quý Thượng tọa Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Kính thưa các vị đại biểu khách quý các cấp. Kính thưa toàn thể chư vị tín đồ Phật tử thập phương xa gần. Thật là hạnh phúc thay chư Phật Giáng sinh, hạnh phúc thay Giáo Pháp Xương Minh, hạnh phúc thay Tăng Già Hòa Hợp, hạnh phúc thay Tứ Chúng Đồng Tu, và thật là hạnh phúc thay đất quốc gia thịnh trị Giáo Pháp Xương Minh và quê hương Thái Bình an vui thịnh vượng. Hôm nay Ban Trị sự và chư vị Tôn Đức Tăng Ni huyện Kình Phụ long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 2567 năm ngày đản sinh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Được về tham dự đại lễ này cùng chư vị Tôn Đức Tăng Ni, xin có lời hoan hỷ cùng với toàn thể chư vị Tôn Đức Tăng Ni trong huyện nhà. Và vào giờ này xin được đại thừa mệnh Đức Trưởng Lão Phó Pháp Chủ và thay mặt Hội đồng Trị sự xin cung tuyên bức thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tới tăng ni tín đồ Phật tử trong nước và nước ngoài. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư Tôn Túc Hòa Thượng Thượng tọa Đại Đức Ly Trưởng Ni Sư Tăng Ni Đại chúng. Thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, mùa Phật đản Phật lịch 2567 trở về, người con Phật khắp năm châu lại được hân hoan đón mừng ngày đấng đạo sư thị hiện ở đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm sống theo lời Phật dạy chân thực, có giá trị vượt thời gian của Ngài. Những lời dạy đó gợi ý các pháp xây dựng nền hòa bình thế giới, xây dựng hạnh phúc thực sự cho con người và phát triển bền vững cho xã hội. Mùa Phật đản năm nay, những người Phật tử Việt Nam chúng ta đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thân 1963-2023. Chúng ta tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ Tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Ngọn lửa từ bi cùng trái tim bất diệt của Ngài có năng lực soi sáng và tỉnh thức nương chi của con người, hóa giải tất cả hận thù,
Ngọn lửa đó đã chỉ cho mỗi người sống là phải biết vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi và mọi ý niệm cực đoan. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần từ bi trí dũng của bậc Bồ Tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch COVID-19 và chiến tranh xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới, noi theo hạnh nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ Tát hạnh, như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn. Bồ Tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh và hy sinh hạnh phúc của bản thân mình. Tôi kêu gọi mọi tăng ni Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực đóng góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết lên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay. Kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi xin gửi lời tán thán công đức chư tôn đức tăng ni, các cấp giáo hội, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã làm tốt các công việc phụng sự nhân sinh trong thời gian qua. Mong tất cả đồng lòng chung sức góp phần trong hạnh nguyện Bồ Tát tiếp tục con đường ấy để trang nghiêm tự thân và phụng sự nhân sinh tốt đạo đẹp đời. Nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, dịch bệnh tiêu trừ, khắp chốn an vui, mưa thuận gió hòa, muôn dân an lạc, đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát, Giáo hội Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. A Di Đà Phật, xin đề nghị toàn thể đạo tràng dâng tràng pháo tay đón mừng đức thu điểm của ngài. Xin kính thỉnh chư Hòa thượng, thượng tọa Tôn Đức và các vị khách quý các cấp an tọa. A Di Đà Phật, kính bạch quý Hòa thượng, Phó Pháp chủ, quý thượng tọa Tôn Đức giáo phẩm tăng ni, Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Ban trị sự các huyện, thành phố. Kính thưa các vị đại biểu khách quý các cấp, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, huyện Quỳnh Phụ, các phòng ban cơ quan của huyện. Kính thưa ông Bí thư Đảng bộ, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cùng các quý vị trong Ban chấp hành Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Hải, cùng các tổ chức đoàn thể chính trị. Hôm nay Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rất là vui mừng được tùy tòng Đức Trưởng lão Phó Pháp chủ cùng quý vị Tôn Đức tăng ni giáo phẩm về tham dự đại lễ này. Chúng tôi cũng xin được thưa rằng trong nhiều chục năm qua, tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và tăng ni Phật giáo tỉnh Thái Bình nói riêng, trong đó có đơn vị Phật giáo huyện Quỳnh Phụ, chúng ta đã dấn thân trên con đường tiến tu đạo nghiệp để hoằng truyền chính pháp, lợi lạc chúng sinh. Mọi mặt hoạt động của giáo hội, của chư vị Tôn Đức tăng ni dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng trị sự Trung ương và các sở, các viện ban ngành Trung ương, và đồng thời được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành, cơ quan chức năng của tỉnh. Và đối với đơn vị Phật giáo huyện Quỳnh Phụ cũng đón tiếp sự quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ, động viên, khích lệ cho mọi mặt hoạt động của tăng ni trên địa bàn của huyện.
chúng ta đã đạt được rất nhiều những thành tựu tốt đẹp và mang tính bền vững. Trong đó có sự ủng hộ, đóng góp, công đức và động viên khích lệ của đông đảo tín đồ Phật tử trên địa bàn toàn huyện, tại các chốn trú xứ. Từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ và Chư Tôn Đức Tăng Ni đã hòa mình trong đời sống chính trị của đất nước, làm tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và gương mẫu đi đầu trong mọi mặt hoạt động cùng các tầng lớp nhân dân để góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh và phát triển bền vững. Trên thực tế, quê hương Thái Bình chúng ta mọi mặt phát triển về mục tiêu văn hóa, kinh tế, xã hội luôn luôn được phát triển và ổn định. Chúng ta cũng dựa vào nhờ vào đó mà mọi mặt hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư vị Tôn Đức Tăng Ni ở các chốn trú xứ trên địa bàn toàn huyện cũng được những cái thuận duyên vô cùng quý báu để chúng ta làm lên được những cái thành tựu về xây dựng tổ chức giáo hội, xây dựng mọi cái phong cách lề nếp và tổ chức của giáo hội chúng ta phát triển vững bền. Đó là một cái điều không ai có thể phủ nhận được. Thế nhân dịp này, kính thưa với chư vị Tôn Đức Tăng Ni huyện Quỳnh Phụ và Thượng tọa Thích Thanh Nghĩa, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, được sự quan tâm của các cấp các ngành, của giáo hội các cấp tại đơn vị Phật giáo huyện Quỳnh Phụ, chúng ta có một cơ sở hạ trường tại địa bàn của huyện. Đó là một cái mà đã phát triển và hoạt động trưởng thành từ hàng chục năm qua. Năm nay, sau khi nối tiếp cái đại lễ Phật đản kỷ niệm 2567 năm kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, vào tháng năm tới, chúng ta giáo hội và tăng ni Phật giáo toàn tỉnh nói chung và đơn vị Phật giáo huyện Quỳnh Phụ nói riêng có cơ sở hạ trường số 5 của tỉnh hội. Chúng ta lại bắt đầu tiếp tục bước vào công tác tổ chức và thực hiện hành pháp hội an cư cho tăng ni trong toàn huyện. Nhân dịp này cũng nhấn mạnh rằng giao cho trưởng ban trị sự và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cơ sở hạ trường chùa Tây Long, xã Quỳnh, chùa Tây Long, xã Quỳnh Giao tiếp tục các quý vị tăng ni trong huyện phát huy những tinh thần, những kết quả đã đạt được trong nhiều khóa hạ qua và tổ chức thành công như khóa hạ của Phật lịch 2567, Dương lịch 2003 để đóng góp một phần công sức to lớn cho sự phát triển của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Và mong rằng trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trường dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, chúng ta tuân thủ mọi quy chế của giáo hội, thông bạch của Trung ương và đồng thời tại cơ sở hạ trường, chúng ta chấp hành tốt mọi quy định của luật pháp nhà nước đã và đang chúng ta đang thực hiện, làm sao cho cái tinh thần và tốt đạo đẹp đời nó phải thể hiện trên cái phương diện tăng già phải hòa hợp mỗi một khi chúng ta cầu hội để thực hành chính pháp, hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Mong chư vị Tôn Đức Tăng Ni và ban huyện Quỳnh Phụ và chư Tôn Đức Tăng Ni trong huyện sẽ quán triệt tinh thần này để làm tốt mọi công việc Phật sự của mình.
Và nhân dịp này cũng xin được thay mặt cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh xin có lời trân trọng tri ân tới lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các sở, ban ngành, cơ quan chức năng của tỉnh, đặc biệt là đối với đơn vị Phật giáo huyện Quỳnh Phụ thì chúng ta cũng xin được trân trọng gửi lời tri ân tới các vị lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ, các phòng ban cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị và các cấp ủy đảng chính quyền các xã trên địa bàn của toàn huyện trong nhiều năm qua đã dành cho chư vị tôn đức tăng ni ở các chốn trú xứ nhiều mọi mặt hoạt động Phật sự của giáo hội, cũng như tạo điều kiện cho mỗi tăng ni có một cơ duyên thiện an lành để tu hành và an tâm tĩnh tâm niệm để tu hành trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. Hôm nay cũng xin gửi lời tri ân trân trọng đó tới các quý vị lãnh đạo các cấp và mong rằng tiếp theo các quý vị tiếp tục dành cho giáo hội và cho mỗi chư vị tôn đức tăng ni các cơ sở tự viện của giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh cũng như đơn vị Phật giáo huyện Quỳnh Hội nhiều những cái niềm an vui tốt đẹp và quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa trong mọi mặt hoạt động của giáo hội. Và xin được mong rằng các chư vị tín đồ Phật tử, quý khách đang có mặt trong pháp hội hôm nay hãy gửi chọn một niềm tin tưởng thiêng liêng đối với chư Phật, chư Bồ Tát và thập phương tăng già, và hướng chọn tâm mình trong cái tinh thần đệ tử là người đã quy y Tam Bảo, thực hành chính pháp, mang giáo pháp thâm huyền của chư Phật thông qua sự giáo hóa của chư vị tôn đức tăng ni để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mỗi bản thân, mỗi con người và mỗi gia đình, để chúng ta thực hành tinh thần là người công dân tốt, là người Phật tử thuần thành, để chúng ta phát triển đời sống xã hội, đời sống kinh tế của bản thân, của gia đình, làm lợi lạc cho quê hương, đất nước, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam, quê hương Thái Bình nhiều những thành tựu trong tương lai bền vững lâu dài, để lại niềm công đức cho thế hệ con cháu mai sau. A Di Đà Phật. Nhân dịp đại lễ này thì cũng có một vài lời phát biểu, xin kính mong quý hòa thượng thượng tọa hoan hỷ liệm tình và kính mong các quý vị đại biểu khách quý quan tâm giúp đỡ. Tôi xin được trân trọng cảm ơn, kính chúc sức khỏe toàn thể quý liệt vị, chư vị tôn đức tăng ni luôn luôn mạnh khỏe và thành tựu trên mỗi cương vị công tác của mình, và kính chúc các tín đồ Phật tử thân tâm an lạc, gia đạo an vui, nhân khang Phật thịnh. A Di Đà Phật. Xin trân trọng cảm ơn và tri ân quý liệt vị. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi toàn thể đạo tràng đã được cung đón bức thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Phật giáo cũng như tăng ni Phật giáo huyện Quỳnh Phụ. Chúng con xin được y giáo phụng hành những lời chỉ đạo của trên thượng tọa trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình. Xin toàn thể đạo tràng dâng cao một tràng pháo tay để tri ân công đức trên thượng tọa trưởng ban. Nam mô đạo tràng giáo chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiện đức chứng minh. Kính thưa quý vị đại biểu quan khách, thưa toàn thể đạo tràng, người nhập thế ánh bình minh rực rỡ, vạn vật reo mừng chiêm ngưỡng dung nhan, đài sen báu bảy bước chân nâng đỡ, nước rồng thiên tưới mát gội thân vàng. Trên cương vị là chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm thể hiện tinh thần hòa hợp, đoàn kết, cùng chung hưởng niềm vui hỷ lạc trong mùa khánh đàn.
bằng tấm chân tình, Hòa Thượng đã gửi tới toàn thể tăng ni Phật tử bức diễn văn trong ngày Phật đản Phật lịch 2567. Vào giờ này, chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ, Trưởng Ban tổ chức lên cung tuyên diễn văn Phật đản của Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Đạo Tràng Giáo chủ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Hòa Thượng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bái bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng tọa Ni trưởng Ni sư Đại Đức Tăng Ni, đại diện cho Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình và 7 Ban trị sự Phật giáo trong toàn tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Bình. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Quỳnh Phụ. Kính thưa các ông, các bà đại diện cho Đảng, chính quyền, Mặt trận xã Quỳnh Hải và Ban công tác Mặt trận trong các thôn trong xã Quỳnh Hải. Kính thưa toàn thể đại lễ, cho phép con đại diện cho ban tổ chức trước khi đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 và dương lịch 2023, xin thành tâm cầu nguyện Đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh và phù hộ độ trì cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta mạnh khỏe và thành đạt và thành tựu trong mọi lĩnh vực, để góp phần xây dựng đạo pháp dân tộc và xây dựng đảng ta, nhà nước ta, nhân dân ta và quê hương ta phồn thịnh. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng tọa Ni trưởng Ni sư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Kính thưa quý liệt vị, hòa chung không khí hân hoan của cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, kính mừng đại lễ Vesak năm 2023 và mùa Phật đản Phật lịch 2567 tại Việt Nam. Thay mặt Hội đồng trị sự, tôi gửi tới toàn thể tăng ni và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc tất cả một mùa Phật đản an lành dưới ánh hào quang phổ độ chúng sinh của Đức Đại Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Tôn kính, hôm nay nhân loại chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến động, thách thức khôn lường, không thể dự báo. Nó được sinh ra từ căn nguyên của khủng hoảng, lòng tham và mất niềm tin lẫn nhau, đã gây ra biết bao khổ đau cho con người và đồng loại. Hơn lúc nào hết, những lời dạy vô giá về tình thương yêu
sự sẻ chia lòng từ bi, tinh thần bất bạo động. Con đường giải thoát khổ đau cho nhân loại chúng sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực sự là kim chỉ nam đưa đến các giải pháp cho những vấn đề nan giải của con người. Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, ngay lúc này đây chúng ta cùng nhau lắng đọng tâm tư, suy ngẫm và thực hành theo con đường tu tập mà Ngài chỉ dẫn trong kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Xin nguyện cho chúng sinh thường được an vui, không các bệnh khổ. Muốn làm việc ác thì không khắc khó thành, làm việc thiện thì thành tựu nhanh chóng. Đóng chặt cả các cánh cửa đi vào nẻo ác, mở bày con đường chân chính dẫn đến trời người và niết bàn. Nếu các chúng sinh vì chứa nhiều nghiệp ác nên phải chiêu cảm quả báo đau khổ nặng nề, tôi đều xin chịu thay, khiến cho họ đều được giải thoát cho đến lúc cuối cùng thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đức Phật dạy chúng ta về đức hy sinh, cố gắng giúp đỡ người khác, tình nguyện cùng chia sẻ với người khác trong hoàn cảnh khó khăn, biết chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh bản thân mà vượt qua lòng tham, sự ích kỷ để trở nên con người cao thượng, đáng quý, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Kính thưa quý liệt vị, kính mừng ngày đản sinh Đức Từ Phụ, tôi mong muốn toàn thể tăng ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập giới định tuệ, nêu cao pháp hành trì giới luật, thực hiện phương châm kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển để trang nghiêm giáo hội. Năm nay các cấp giáo hội chúng ta phải thành tựu nhiều Phật sự để bày tỏ lòng tri ân và nguyện noi theo công hạnh sự nghiệp lớn lao của các bậc thiền sư. Quốc sư Phật giáo Việt Nam trong lịch sử đó là kỷ niệm 1.005 năm ngày Quốc sư Vạn Hạnh Viên Tịch, 715 năm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, và đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đó chính là di sản vô giá của Phật giáo Việt Nam, được lịch sử khắc sâu, ghi nhớ để lại muôn đời cho hậu thế. Tăng ni Phật giáo Việt Nam phấn đấu làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem giáo lý Phật Đà thấm sâu vào đời sống nhân gian, đoàn kết, hòa hợp, thực hiện thành công các chương trình mục tiêu của Đại hội 9 đã đề ra vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Nguyện luôn luôn sống tốt đời đẹp đạo nhân mùa đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.
Chúng con xin thành kính tri ân công đức Thượng tọa trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ đã lên tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin thành kính tri ân.